Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một con trục lắp thương hiệu Marussi. Con xe này sườn nhôm nha các bạn. Xe sườn nhôm, căm vành inox, size bánh là 27, đường kính bánh 680. Một con xe cực đẹp, đẹp long lanh luôn. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh nhé, để các bạn cùng xem. Thực sự là nó đẹp. Đây, đây là bộ đầu của nó này. Chuông nha. Đấy. Bộ đầu này thì inox này. Inox tí chỗ này thì nhôm. Dưới này inox. Ở cái tay đè thì tuyệt đẹp luôn. Đây ạ. Tay đè Shimano Netsu hình giọt nước. Đây, mặt đồng hồ như là hình giọt nước nhá, kép mấy lần nhá. Đấy. Đây. Số 1 này, 2, 3. Mình sẽ để này lát mình test chớn cho các bạn xem. Gặp đâu quay đó nha các bạn. Mình sẽ gặp đâu quên. Đây, thứ tự như thế này. Ở đây thì là cái khóa cổ chính hãng nhé. Mình xin nhắc lại, con xe này là hàng nội địa Nhật. Đây ạ, tem Nhật đây. Đấy. Và dòng trục lắp này nó có nhiều loại khóa cổ. Ở đây là khóa xoay, ở đây là khóa đá trống, và cũng một loại nữa ở đây, khóa chìa. Nhưng ở cái phiên bản này thì nó là khóa xoay. Đây, cũng như thế này. Đó, bình thường thế này nhé. Đây, mình test thử cho các bạn xem. Như thế này, chức năng của cái khóa cổ này thì nó như thế này các bạn nhé. Xoay sang bên này. Đấy, và hiện tại thì cái khóa cổ nó đã bị khóa. Khóa này, trước mắt thì nó có cái chức năng là chống ngã xe, ngã đầu xe. Đó. Thứ hai thì nó cũng chống trộm nữa. Nếu như trộm không biết thì không biết đường nào mà lần, thì cứ thế này thôi, không quay được. Đấy, đây là với điều kiện là trộm nó không biết, hoặc là trong lúc nó rối ha, nó vớ được xe là nó dắt thì nó sẽ bị như thế này. Nó không phải lằng ngoằng một lúc thì nó mới biết cách mở cái này. Phải dọc một hồi. Rồi, tiếp tục xuống đây thì các bạn nhìn một cái bộ sườn nhôm. Tất cả đều hình hộp nhé. Hình trên này là hộp tam giác. Hộp dưới này là hộp hình chữ nhật, rất đẹp. Đẹp. Đấy, long lanh các bạn ạ. Rồi, về thắng ha. Thắng thì thắng trước này là thắng 3 mảnh chính hãng. Thắng cùm nhôm nhé. Chính xác tên gọi mình thuần Việt thì là thắng áp vành, tức là thắng bóp vô vành á, 3 miếng. Thắng sau là thắng bi. Đấy. Tay thắng thì nó là nhôm đúc. Đây, nhôm đúc zin luôn. Đấy, đây. Cực đẹp. Rổ này thì rổ Nhật nhé. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy cái rổ Nhật. Nan nó dày, lưới dày. Và đặc biệt là của Nhật thì người ta sẽ miếng nào ra miếng đấy. Đây. Và hai miếng người ta hàn vào. Còn của ông Việt Nam thì ông có một cây góc thôi nhé. Rồi ông ấy cuốn. Đấy, của đây các bạn nhìn này. Tất cả nó đều có các miếng nhé. Nó bao gồm một miếng này và một miếng thành đây này. Tất cả các đường ghép này người ta đều là hai cây sát nhau hết này. Đây này. Đấy. Và họ hàn lại kết nối bằng mối hàn. Đấy. Cái này mới về chưa vệ sinh nhé. Tất cả những chỗ này mà chỉ cần rửa sạch đi là trắng bóc. Cái đèn này. Đèn chiếu sáng phía trước là đèn cảm ứng. Tổng cộng nó 6 bóng. Bóng này, hai bóng giữa chiếu sáng, hai bóng này phản quang, và hai bên này là có đèn xi nhan. Đây. Đây. Lát mình test cho các bạn xem. Trở lại cái đùm xe nha. Cái đùm xe phía trước là đùm vỏ nhôm chính hãng Marussi. Đây các bạn nhìn thấy trên màn hình, các bạn thấy cái chữ Marussi rất nét nhé. Đùm thì trắng bóc luôn. Này. Đấy, đùm chính hãng Marussi, đùm phát điện hay còn gọi là đùm Dynamo. Đấy, tóm lại, gọi thuần Việt thì nó là cái đùm phát điện, cho nó nhanh, nó dễ hiểu. Vành inox thì soi gương được luôn. Đây, các bạn nhìn thấy cái vành inox không? Căm inox. Dòng này là căm xịn nha, căm nguyên bản của nó nha. Căm inox và chân căm sẽ là thau. Đấy, và vành inox. Đấy, sang bên đây. Quả vỏ này nhé. Và vỏ này là vỏ chính hãng Marussi nha các bạn. Vỏ ruột zin chính hãng Marussi. Đấy.
Rồi, tiếp tục sang đây thì mình sẽ quay cái cạnh bên này cho các bạn xem này. Đây, bắt nét nha. Bắt nét lại này. Vẫn không lên nét luôn các bạn. Cái điện thoại này chắc nó đòi tiền rồi. Có thể là bây giờ nó muộn rồi là nó không sáng, không bắt nét được. Nhưng mà các bạn vẫn thấy đúng không ạ? Đây. Không tì vết nha. Không tì vết luôn. Đấy, chỗ này dơ. Này, bụi dơ này. Đây. Củ máy giò đĩa bằng nhôm nhé. Củ máy rất đẹp. Ở đây thì nó có cái tem da băng nhé. Ở đây thì tem Marusi nhé. Tem hãng nhé. Tem thương hiệu này. Và trên này là cái tem Nhật này, như mình đã nói với các bạn rồi. Đây. Cái tem này tem Nhật nhé. Đấy. Cỏ của nó thì này. Khóa cổ Marusi này. Nó còn rất mới. Để các bạn nhìn những cái chi tiết này các bạn biết này. Xe này mình còn chưa rửa đây này, những cái chỗ này nó dơ này, đấy, rửa là hết này. Này, cái độ mới của nó này, các bạn cứ để những cái sơn đỏ nhé. Đây. Đấy, mình sẽ quay cận cảnh. Nói thật với các bạn là không thể dí sát điện thoại vào nữa. Đấy, rồi, có khóa nhé. Đấy. Đây, mình sẽ vòng sang bên này. Zin, ba ga zin nhé. Đèn đây này các bạn này, đèn này. Đấy, đèn sau là đèn năng lượng. Đèn này năng lượng thì một số bạn biết rồi. Đây, tem tiếc. Cái rè này là rè chính hãng Marusin nhé. Bộ rè chắn bùn của nó là zin Marusin luôn. Đấy. Đèn này cũng đèn xịn của nó luôn này. Đấy, rồi cam vành thì mình nhắc rồi đúng không? Vành là vành inox, cam inox, size vành 27. Đây, Marusi đây, cái vỏ của nó đây nhé. Đấy, và đây nữa. Đúng không? Marusi này. Đấy, Marusi còn rất đẹp nha. Vỏ trước, vỏ sau đều là zin của Marusi chính hãng luôn nhé. Rất hiếm cái con xe nào mà nó về mà nó còn được cái cặp vỏ mà chính hãng đẹp như thế này. Đây. Bắt không lên nét. Không lên các bạn. Trời tối mình đã phải bật đèn lên rồi. Rồi nói chung là cái vỏ còn đẹp lắm. Các bạn cứ nhìn đây là các bạn biết này, đây. Này, cái thương hiệu chữ của nó này. Đấy, đây này. Marusi nhé. Đùm này là đùm mà đây, Shimano Netsu. Nó còn nguyên đất luôn các bạn. Đây này, còn nguyên đất đây này. Mình chùi là nó sẽ trắng lại nhé. Này, đấy, này. Chưa kịp rửa luôn đấy. Đây này, thấy nó đẹp quá thì quay luôn. Rồi, đấy. Sang bên này nhá. Thứ tự bên này chưa quay nhá. Củ máy đây. Marusi này. Đấy, chữ Marusi nhá. Củ máy này. Đấy, đây. Ở cái góc quay bên này thì các bạn sẽ thấy cái nước sơn của nó này. Đấy. Kính thưa các loại tem này nhá. Tem Nhật rồi tem... linh tinh các thứ là có hết nhé. Đây. Đấy, các bạn nhìn tem nhé. Nhìn nước sơn, nhìn tem nhé. Đúng không? Đẹp không? Quá đẹp nhỉ. Đấy, đây. Đấy. Đây, các bạn nhìn các cái mí sơn với mí tem này. Đấy, đây. Đúng không? Đấy. Rồi. Số thì mình test cho các bạn xem rồi đúng không? Ép số thì mình ép cho các bạn xem rồi. Đấy, con xe này xe sườn nhôm. Một cái con xe như thế này, kiểu dáng như thế này nhé. Mà xuất xứ sản xuất ở Trung Quốc thì hiện trường, xin lỗi, tại thị trường Việt Nam. Họ bán là 14.999.999. Đấy. Nếu như mà có thể viết được thì người ta sẽ viết hàng chục con số 9 đằng sau. Nhưng mà tóm lại thì nó chỉ thiếu một đồng nữa là 1.000 nữa là nó đủ 15 triệu cộng phí ship. Đó, thì là một con xe giống như thế này, xe mới nhé. Bán tại thị trường Việt Nam là nó hơn 15 triệu cả phí ship. Còn đây là con xe nội địa Nhật.
có tem Nhật, có xuất xứ rõ ràng mà còn rất mới, rất đẹp. Đấy, toàn đồ zin, đồ xịn. Các bạn thích thì gọi điện cho mình. Đây, hiện tại đang bị khoa cổ này, mình sẽ nhả ra để mình test đèn cho các bạn xem. Đấy, đèn đấy nhá, các bạn nhìn đèn đấy nhá. Đây ạ. Đây các bạn nhìn thấy sáng chưa? Sáng chưa này, sáng nha. Và đồng thời nhìn thấy cái chớp này, đây là cái tay mình chỉ này. Đấy, cái đèn xi nhan. Đấy, đây. Đây. Đấy. Nó có tích điện, đèn xi nhan. Rất đẹp. Và đây. À, mình sẽ test chớn cho các bạn xem con chớn con xe lát này xem nó thế nào. Chạy thử thì mọi thứ là số má là rất mượt nhé. Quên còn chưa chút xíu mình cho giới thiệu cái tiếp cái còn thiếu cái yên thì chưa giới thiệu nhé. Rồi đang là số 3 này, mình test chớn cho các bạn xem. Đấy. Chớn thì re đúng không? Rồi. Ngon, bao ngon, êm ru. Đây. Cái yên này thì là nó không phải là yên zin nhá, không phải là yên zin. Nhưng nó lại là một cái in là quá xịn. Xịn và zin hoàn toàn khác nhau nha các bạn. Đây ạ. Nó không, mình nói rồi, nó không phải là cái in zin. In zin theo xe là in Marussi. Nhưng cái in này là in Lai. Nhưng mà lại của cái hãng gọi là hãng hầm hố đình đám. Đây, Yamaha. Yamaha cái in này thì nó chẳng thua bất cứ cái loại in Nhật nào. Và nó êm hơn. Đây này. Đấy. Các bạn cảm giác này các bạn thấy nhớ ra cái gì không? Cái mà các bạn đi thử cái salon ấy. Đấy, thường hay ấn thế này và nó cảm giác như thế này. Đấy, đấy, đấy. Đó, nó êm một câu như vậy thôi. Yamaha đồ Lai. Đấy, cái đồ con Lai này nhưng mà Lai xịn nhé. Bởi vậy mình nói là cái in thì không phải là in zin nhưng nó là xịn. Xịn thậm chí là xịn hơn cả cái in chính hãng nữa. Đấy. Cái gì like thì nói nó like. Đây, cho nó nhanh. Đấy, còn tất cả là gì? Đấy. Nhất là cặp vỏ, cặp ruột. Đây, mình lùi ra để các bạn cùng xem con xe này nhé. Mình xin nhắc lại. Con xe này là con xe sườn nhôm, thương hiệu Marussi, hàng nội địa Nhật. Sườn nhôm, Marussi, hàng nội địa Nhật. Đó. Xe rất đẹp. Ở vành là size 27. Căm vành inox. Nói tóm lại con này là full inox luôn đấy. Mình nói thật là chỉ có cái giò đĩa thôi. Cái giò đĩa với cái cổng yên là nhôm. Còn lại những cái đồ khác mà các bạn thấy màu trắng đấy là bao gồm dè chắn bùn, căm vành, ba ga, rổ đều là inox zin. Và mình nói một câu là đồ inox zin. Đấy. Rồi các bạn mà sau khi xem xong con này, nếu thích sở hữu một con trục lắp xịn sò, đấy, vừa chạy vừa chơi vừa ngồi ngắm thì là các bạn chốt con này cho mình. Đấy, các bạn thích thì gọi ngay số 0939086797 để chốt đơn. Một là các bạn gọi điện thoại, hai là các bạn chat qua Zalo. Còn mình rất sau khi đăng video là mình bỏ đó, rất khi mà lên trên đó để xem. Nhiều bạn để lại bình luận nhưng khi mình đọc được bình luận thì cái xe bán mất tiêu rồi. Đấy. Thì đôi lời góp ý với các bạn như vậy. Nếu bạn nào mà thật lòng muốn mua thì cứ gọi là nhanh nhất. Còn bây giờ mình xin phép dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất.